Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Điện Biên có nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, trong đó một số sản phẩm như gạo, cà phê, chè đã khẳng định được chất lượng, tạo thương hiệu trên thị trường nông sản Việt Nam. Vâng, phát huy tiềm năng lợi thế sẵn có, những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục nỗ lực thực hiện các chương trình, dự án nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, từ đó nâng cao thu nhập cho người sản xuất. Phóng sự sau được thực hiện tại huyện Điện Biên Đông. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong lĩnh vực trồng trọt, liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân đang được chính quyền địa phương, ngành chuyên môn tại Điện Biên Đông chú trọng xây dựng, đồng thời đẩy mạnh việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Riêng năm 2023, địa phương đã triển khai 3 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bí xanh Tỉa Dình với quy mô liên kết 15 ha, nếp tan luân giói quy mô gần 50 ha trên một vụ trên một năm và mắc ca tại xã Pù Nhi quy mô là 15 ha. Qua đó, người dân ngày càng được hướng dẫn hoàn thiện hơn về quy trình sản xuất, đồng thời tạo đầu ra bền vững và ổn định cho các sản phẩm địa phương. Công ty HD Kinh Bắc được lựa chọn là đơn vị tham gia thực hiện cái mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ mắc tại xã Pù Nhi, huyện Điện Biên Đông. Trong cái dự án này thì công ty sẽ là cái đơn vị sẽ đồng hành toàn bộ với hợp tác xã và người dân để làm sao mà cái mô hình của người dân nó sẽ đạt được cái năng suất chất lượng cao nhất để đảm bảo được cái sản phẩm sau khi thu hoạch nó đạt được cái tiêu chuẩn mà công ty sẽ đưa vào thị trường xuất khẩu ra nước ngoài. Đối với các cái sản phẩm đang thực hiện cái chuỗi liên kết trên địa bàn thì bí xanh Tỉa Dình thì đã là sản phẩm OCOP và chúng tôi cũng trong năm nay thì cũng sẽ huyện sẽ chấm lại cái sản phẩm này. Còn đối với sản phẩm gạo nếp tan luân giói thì nó là một cái sản phẩm đặc trưng và của xã Luân Giói. Năm nay thì với định hướng của huyện thì cũng sẽ đưa vào để hình thành cái sản phẩm OCOP, thêm một sản phẩm OCOP nữa trên địa bàn. Đối với thế mạnh chăn nuôi đại gia súc, Điện Biên Đông đã có gần 27.000 trên tổng số 38.000 con trâu bò được chuyển đổi thành hàng hóa, đạt tỷ lệ trên 71%. Kết quả này có được nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương trong vận động người dân chuyển đổi từ chăn thả tự do đại gia súc sang nuôi nhốt vỗ béo tập trung theo hướng hàng hóa. Cùng với đó, cơ quan chuyên môn cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng trại, chăm sóc phòng bệnh cho gia súc, trồng trên 900 ha cỏ voi, hỗ trợ người dân thực hiện hàng chục mô hình dự án chăn nuôi gia súc tại các xã Na Son, Keo Lôm, Triềng Sơ. Khi chăn nuôi bò thì mình phải là trồng cỏ voi rồi là cỏ gì nê. Nên là thì nuôi nhốt thì không được thả rông như ngày xưa. Nên là tất cả anh em trong bản làng ai cũng thế. Phải cho nuôi nhốt. Khi nhà nước có chương trình triển khai tiêm phòng, vaccine tiêm phòng mình triển khai tiêm phòng rồi vệ sinh chuồng trại. Bây giờ là phun khử trùng các thứ trong chuồng trại, đấy là vận động bà con vào đồng thời gia đình mình cũng phải thực hiện. Nỗ lực thực hiện chuyển đổi sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Điện Biên Đông đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng phát triển ổn định và tăng qua các năm. Cơ cấu đàn vật nuôi được chuyển dịch theo hướng tăng đàn, tăng loài và dần trở thành hàng hóa. Các vùng chuyên canh về lúa gạo, cây ăn quả và chăn nuôi đại gia súc được hình thành. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP cũng mang lại diện mạo mới cho sản phẩm về cả chất lượng, hình thức và số lượng. Với 4 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh gồm bí xanh Tỉa Dình, lạc đỏ Na Son, khoai sọ Phì Nhừ và thịt lợn sấy khô. Huyện cũng đã tập trung phát triển các cái sản phẩm nông nghiệp theo cái hướng gia tăng giá trị, đặc biệt là theo hướng sản xuất hàng hóa. Thì đối với lĩnh vực trồng trọt thì huyện tập trung phát triển các cái cây trồng lợi thế của địa phương như giống lúa nếp tan, nếp 86, 87 hoặc là một số các cái giống cây trồng mới. Đặc biệt là huyện quan tâm phát triển các cái cây trồng là sản phẩm OCOP của huyện. Huyện cũng tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm ra trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là các cái kỳ lễ hội. Huyện Điện Biên Đông đang quy hoạch phấn đấu đến năm 2030 phát triển được 29 sản phẩm, trong đó lựa chọn và đầu tư 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia. Để đạt được mục tiêu đó, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đáp ứng nhu cầu thị trường, mở rộng liên kết sản xuất và nâng cao chuỗi giá trị để tăng thu nhập cho người dân khu vực nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.